Mưa nhá. Xin chào các bạn. Thời tiết mưa các bạn ạ. Mưa ngày mưa đêm. Anh em đến nhà mình chơi này. Có vào được xe máy đâu. Ai đi cố thì đi vào được nhà thôi. Còn tay nấy non là để ở đây thôi. Đường như kiểu là cấy được đấy. Này tí nữa lấy mấy nhánh lúa ra đây là thằng cấy được ruộng luôn. Cấy được. Đây anh em đến đi chơi vất vả lắm các bạn. Xe thì đi vẫn cố được nhưng mà nó sẽ trơn. Hôm nay mưa gió các bạn ạ. Anh em ở nhà chuẩn bị làm một món để ngồi ăn thôi, ngồi tâm sự thôi. Trong kia có mấy cô em của mình ấy. Đang làm trong kia thôi. Đang chuẩn bị rồi. Ủa chỗ này kinh nhỉ em nhỉ. Đi phải rón rén. Khiếp thật. Nhà có hai đường các bạn ạ. Đầu tiên là đi bên này. Rồi bây giờ là chuyển bên này còn khủng khiếp hơn. Sáng nay mấy anh em cố đi lên này. Nhiều các bạn là ví dụ mà ở quê mà cứ mời đi uống rượu mà đường trơn như này cũng ngại lắm này. Đi ăn cơm uống rượu xong lại về em nhỉ. Lúc đi về vất. Có một lối đây. Xe anh em đi. Anh em mình về thiết kế đi. Ở trên đấy đây. 1 em, 2 em. 2 con à, 3 con. Nó còn nhỏ. 7 con. 8 con. Ui, 9 con. 10 con. Hết. Một đấy. Vừa được có cái này cắt cánh mà nó chạy bay ấy, chắc là được chưa. Gà tây. Hôm nay của ekip của mình là mới hết nha các bạn nha. Ui, nhà mình có một vườn rau tốt lắm. Hái một ít để làm món rau xôi, rau xôi các bạn. Mình ăn ấy là cái ngồng này nó ngon này các bạn này. Đắng đắng ngâm ngâm. Hôm trước làm một con để lại lông tơ, anh em khán giả xem bảo là vặt, ý là vặt con vịt này lôm côm quá. Tức là vặt không sạch nhé. Nhà được con chuột mà vịt nó đang nổi lông nên ra là khó vặt phết đấy. Hôm nay ba anh em có khi gọi chật vật 30 phút mới xong ấy nhỉ. Cứ nói thế đã. Rau. Đây này. Ăn chưa. Toàn trai xinh nhưng mà ế. Không biết đi lính về ế hẳn luôn các bạn. Biết là từ từ.
con đi lấy nâu cho. Cánh với cổ là anh em bọn mình đánh tiết canh. Xe mày cuốn xích à? Xe mày cuốn xích à? Ở đây cái rau xôi nhá, xôi đây rồi. Cái này thì nó chín nhanh thôi. Toàn những cái rau ở vườn. Là lòng nướng anh em ạ, lòng bọn mình nướng cây màng tang. Anh thấy cái đám xe máy để đấy không? Anh rẽ vào đường đấy nhá. À, nhìn như lòng chó mít nhỉ? Vâng. Đây là nói chung là chuyên nghiệp rồi. Giờ bạn tiết canh này. Tiết canh vịt nha anh em ơi, tiết canh vịt. Hai bát. Bát này là bát thật, còn bát này là bát phòng này. Này nó chín chưa nhỉ? Chín sẵn rồi đúng không? Này chín sẵn nướng khô là được. Hơ vàng. Vàng. Cho cái đầu vào đây. Thịt của nó bọn mình sẽ làm gỏi. Gỏi vịt chẳng biết anh em mình ăn chưa nhờ Hòa nhờ? Có ăn rồi chứ đúng không? Ăn chưa? Đầu thì chó. Nhiều anh em xem video bảo là bọn mình hay thích ăn đồ sống. Nhưng mà không phải đâu nhà anh Hòa nhà, món ăn gọi là người Mường mà, đúng không? Đồng bào mà. Nói chung là ăn cái món đấy là thấy nó ngon thôi. Rồi, tí mà vò. Vò tay là vò được. Cái xương nó măng chua các bạn ạ. Măng chua có nhiều cách nấu lắm nhưng mà hôm nay bọn mình cho thẳng trực tiếp xương với măng chua vào với nhau thôi, người mình đun luôn. Thì cho nước cũng ngoãng vào đấy luôn thôi nhỉ. Là cạn cạn nước sấp là được. Mà sôi ra là không có hia nữa đâu. Đây, cái này là nguyên phần thịt của một con vịt đấy các bạn ạ. Mình sẽ hờ nó xem đi. Rồi lấy nộm củ nâu. Củ nâu mà mạo cắm cái đồ về. Được rồi. Không cái gì chỉ làm lít liếu lấy cái nâu thôi. Mình phải hơ cho nó ráo cái nước đi bởi vì nó không như cá các bạn ạ. Cá thì dùng nâu để lâu nhưng mà cái thịt nó lại phải hơ. Đây, anh được hai gắp. Hai gắp. Đây, anh em đổ ít nước như này. Gấp ba cái này bạn. Đấy, đun nó là nó xuống khoảng gần đáy một tí là chín thôi. Có ba đứa mà. Cho gặp cho chú lê quá lắm. Ủa, mẹ làm gì? Thôi, dẹp. Dẹp thoải mái mà. Sợ tiết ít thôi. Dạ, ít rồi. Ba cái giá đâu đó. Cái này là ngon nhất đây này. Thơm thế anh nhỉ? Ừ. Rồi sát rồi của mình nhé. Chuẩn nhé, có đơn giản. Bạn mình đấy. Ôi, nạc hết nhỉ. Nó không bảo mày không nấu được. Thank you.
Đấy, bây giờ là hạt dổi thì anh em cho trực tiếp luôn vào cái nhân. Mọi hôm út là hay ngoáy vào cái nước kia các bạn này. Đấy. Khí mình đang làm cái đảo. Chạy. Đúng không? Có cái này để cái chốt. Đúng rồi. Ta lấy hai bát cực. Đấy cứ hai nước một tiết các bạn. Tỷ lệ ấy. Đấy anh Hòa anh cho hai nước ấy. Hơn một tiết một tí hoặc 10 tiết tí. Khổ trong đấy em thấy sợ nhiều tiết đấy. Có khi vẫn còn được một bát tiết canh hoa chứ nhỉ. Tiết phổi các bạn ạ, đâm ra là nhiều oxy là máu nó đỏ, tiết nó đỏ. Anh Hòa chứ đừng có dọa em. À, liệu ổn không anh? Rồi thì xếp ra đây nhỉ. Vừa đánh. Ai sao anh đẩy lên nóc tủ lạnh ấy, cho nó. Vài này nó hãm cái đấy. Chú Hòa đánh cho cái canh về quá. Chú Hòa. Vâng. Món gỏi nhá. Tức là cái thịt mình phải thái mỏng các bạn ạ, thì nó mới ngấm gia vị với củ nâu. Còn cái này thì nếu các bạn nhìn kỹ gần như là nó đã tái tái rồi, đến khoảng 50% rồi. Mỏng. Phải mỏng thì nó mới đẹp. Chặt luôn. Cái này là nồi cơm. Bên này là măng chua. Còn bên dưới này là cái thịt nướng để anh em nộm hạt dổi. Đỏ không nha. Cái thịt vịt. Cơ bản là cái này nuôi cũng lâu rồi. Già vịt. Già vịt rồi. Chúng này ấm. Phải tắm lại. Bạn con bộ câu like. Ngồi mất một ngày làm fanpage của ấy. Anh cái xếp giao cho xây dựng một kênh YouTube là tháng 1 thì bắt đầu là làm trước có tháng 12 rồi, nhưng mà tháng 12 mình vừa làm một nghịch chẳng hay ra nào. Đỏ có chỗ đâu đâu nhé. Lần đầu tiên đeo bao đấy nhỉ anh nhỉ. Lần đầu tiên được làm việc này đấy. Mỗi hôm toàn bóp trần đấy đúng không? Cái hình ảnh cũng phải nó khác một tí. Bột để làm bánh sắn lúc nó đói ăn đấy. Đấy, thế nào nó phải bài hơn. Bây giờ là toàn trên này có hai đường đi qua trường. Vâng, đường dưới đi được. Đường bên trên Long Thảo thì được, sông Vàng. Đấy. Cũng gọi là ẩm thực cũng được, nhưng nó sẽ kết hợp là những là một xã của nó đặc trưng riêng. Đấy, đây kiểu kiểu thế. Từ ngày mình về mới làm được hai lần thôi. Trước mới làm rồi. Mới làm được hai lần, hai năm nay thì chẳng làm cái gì cả. Thêm được anh nhỉ, chuẩn phết nhỉ. Hay cho thêm tí lá chanh nữa nhỉ. Có hạt dổi chưa anh? Hay. Đâu ok. Hạt dổi. Có tất hạt dổi. Thêm tí lá chanh nữa là úi giời. Này thiếu mỗi vị giềng thôi. Thôi cái giềng này mình hôm nay mình cho vào, cho xả rồi phôi giềng. Này ngon nhỉ. Tí phải tí giấm mẻ để chấm các bạn ạ. Cái này phải chấm giấm mẻ. Nói chú thầy anh ạ. Bây giờ nó kén lắm nha. Rồi, cho nó chanh nữa là ok khủng. Chất lượng nhỉ. Cái này chắc bây giờ trong miền Nam người ta ăn này nhỉ. Miền Nam không ăn cái này đâu. Không ăn này. Miền Nam ăn chín uống sôi rồi. À đây. Đó, ok. Ôi, nó ít nhỉ mẹ nhỉ. Xe cùng nó. À, chắc mình đây à. Lúc sôi thì nó đến đây các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ này ngọt. Bây giờ thì cái món đấy mà ăn thì hiếm lắm. À, ra chỗ mít kìa. Hà Nội đây chú. Bạch chín. Ok. Đây cái món nộm mà. Đấy, tròi vậy. Cho hạt dổi vào là được.
Sao các đồng chí vẫn còn anh ạ? Dùng già hạn luôn đấy. Ừ, thế đang đấy có lần thấy anh em quay láng một thấy đồ nó cũng còn ngoài đồ nó cũng còn. Đồng chí vợ chơi kiểu ăn riêng như kiểu mới sinh em bé này nhỉ? Em lấy này, bà vô cái này. Em để rồi. Vậy đấy ăn thì nó cái này nó phải nấu thịt chó thì nó mới hợp. Chưa được giòn lắm. Mang tang là thịt chó là hợp hơn đúng không? Vâng. Đúng bài hơn. Đêm vợ táng nhỏ gì? Ôi cái sợ vợ nói chuyện. Bây giờ nhưng mà cái này là thịt lợn đây anh. À. Lợn tết đây. Như thịt chó luôn. Không nói thịt chó thì không biết, chỉ có chừa ăn. Đâu này chó lai. Chó lai nó mới to ruột như này chứ. To ruột thì các bạn ạ. Em nốt cái măng chua nấu xương nữa là xong rồi đấy. Các cứ cho nó 3 bát đi nhỉ, mít nhỉ, còn 3 loa đúng không? Đây. Ơi. Ờ đúng rồi, chấm mè. Đây đấy. Anh quay quẹt ngọn lá này. Quay xuống đây, đây nó xuống. Ăn được không biết nhỉ? Chắc là ấy anh. Kéo lấy hai em bị tật gì à? Đấy, em này bị gãy đùi gãy chân các bạn ạ, đâu ra là ngồi không khoanh chân được. Anh em xem thông cảm. Em ngồi nhích lên đây tí cho ông ngồi. Vâng. Mập cơm đẹp thế nhỉ? Này. Ô, giới thiệu qua anh em nhá, đây là cái rượu Ngọc Cẩu anh ạ, nấm Ngọc Cẩu. Một người khỏe hai người vui đấy. Vâng, người ngủ cố thức đấy. Còn đây cái này tiết canh này, gọi này. Rồi nướng này. Kia là cái thịt nướng hạt rồi. Cái này bắt chẩm chéo nhá anh nhá. Chẩm chéo gan. Giấm mẻ này. Thế thôi, rau cỏ linh tinh, măng chua. Măng chua nấu xương. Đây là rau xôi này. Thao chắc không ăn rau được quá. Vâng. Nhau đi uống bia nó tùm lum tà lá đủ các bạn. Đồng chí Hoa là vợ đi vắng các bạn ạ, đâm ra là không uống Ngọc Cẩu. Đây thì cũng rất là vui được ông bà mấy cái anh em đón tiếp. Rất là trân trọng cái tình cảm của ông bà mấy anh em. Cũng mong rằng một dịp nào đó Ninh Sơn thì cháu xin được mời ông bà mấy cái anh em về nhà cháu để bên nhà vết cửa. Rồi, mời đi, mời anh em đi nhờ. Rồi, em mời anh nhá. Mời anh em nhá. Rồi. Cạnh cái nhá. Rồi, chuyển đi. À, Hòa rượu mật à. Đấy, đang nói chuyện giờ Giang thì bị hết pin mà Hòa là không uống cái rượu nấm Ngọc Cẩu vì lý do là vợ đi vắng các bạn ạ. Đây là Hòa uống rượu mật với rượu trắng thôi. Ngon nhỉ, rượu nhỉ. Rượu để chum ấy. Các bạn anh lấy chín cho. Nó ăn rồi. Tập ăn cái này nó cũng chín rồi mà. Tập ăn như bố cho quen đúng không? Ôi, em mời anh nhá. Mời ông bà đây, mời anh em đây. Vâng. Bên đấy cơm hay nhỉ? Có dính một ít. Ai sao còn gì ăn cái gì? Ăn chỉ chín à? Ăn thế. Làm thử cái rồi này xem. Dính cho còn ít. Thôi dùng à, dùng đi, dùng cái nhá. Này đây. Vâng. Thế ở trong như này. Dặm dặm dặm. Giấm mẻ cho tí nước tạo lên đá. Ngạt thế một tí. Như là chua chua mấy nhỉ? Ờ nhau vữa rồi đấy. Ờ. Cho muối mà. Hơi đấy đấy. Em gái ơi, anh nhờ em một tí. Đã, trong ngoài là cây gì? Vẫn là nhội chứ đúng không? Nhội. Nhờ vợ em có hay để ý những cái đấy đâu anh ạ. Toàn bọn em thôi. Nhưng mình ngoài vườn có cây to lắm cho nên là vợ mình cái món đấy nó lại sở trường. Đúng rồi. Cứ lại nhội mới cuốn cái ba chỉ. Nó chấm chẩm cháo muối ớt này nó ăn ngon lắm. Chát chát. Thế canh là vẫn có một bát lầu lầu nhỉ anh Hòa nhỉ? Đông không? Được. Được, được anh ạ, được. Đây này. Vẫn sấn ra thành miếng thạch được. Vẫn được. Vẫn là Long Hải mà. Hôm nay nó nhiều. Nó đủ chung là phải đủ 3 chén. Phúc Lộc Thọ đi ông ơi. Phúc Lộc Thọ. Yên tư. Cái nào lại chơi cũng lại chơi. Tí được qua bài ăn chơi ngày. Ăn vẫn chưa còn con. Cháu chưa? Trắng sao? Màu đang chờ làm màu ấy. Cháu đợt này mới đang tu luyện cho nó. Mật. Không sạch mà. Ngon lắm. Rồi, làm tí chấm chéo chấm cái ấy này xem nào. Trên mấy lá này. Lẫn lộn này. Ôi, thôi còn để bên đấy nữa để cho mọi người. Chua là nó phải chua kìa. Đấy. Ăn thêm chua được nhỉ?
Ngon lắm anh ạ. Ủa anh uống kiểu gém lá nhội như thế chuẩn đấy. Cái tính thì cũng tham gia anh em anh chơi alo trước tranh một buổi. Đây là cái gọi này, anh em các bạn ạ, mình sẽ gém với lá nhội này. Lạ hơn này. Này mới bổ sung thôi. Lão thì thầy giáo mình ở Thạch Phán lâu lắm. Đây. Đinh Phân Bình. Dạ. Thế là biết nhau như thế nào? Gặp nhau trên đồi thôi. Gặp nhau trên đồi. Ông này đây mình cuốn như này. Bảy hoáng. Mình đi theo ông Bình một lần mà. Chấm như này. Sau về cứ dặn dặn rồi. Ngày xưa là dạy cùng ông Bình ở Đông Cửu. Đấy. Anh em ở nhau 4 năm như đấy. Dạy ở Đông Cửu là ông đi đánh bảy hoáng. Đánh rồi. Về anh em nhá. Ông chưa đi theo ông rồi. Nhìn này. Ở trên cái lán bò ấy. Đấy. Ở đấy nó. Có một lần hôm mà ông bảo là anh hỏi. Chấm này sướng lắm. Anh thấy ruồi nó đang bay qua mặt anh rất là nhiều. Nhưng hôm nay là bẫy nó dính rồi. Ông nói thế. Chắc là được. Bị điếc nhiều. Đúng rồi. Chưa biết điếc hẳn là không, như lửng nhiều mãi mà chưa được. Cứ tưởng là mình hỏng hay ngon là không? Ai hỏng mới được kiểm tra được kiểm tra xuôi. À rồi chó cho nào. À rồi lợn quên. Rồi chó nhỉ. Mai Kiều đang làm chó bộ về Đức ăn. Cho thêm tí nước này nó cày giòn nó. Giòn không? Giòn không à? Có nghĩa là rồi lợn lấp chó. Và là kiêng thịt chó các bạn ạ, đâm ra là. Và này nó làm thầy. Thầy. Sắp tới có khi nếu mà thành thế, thầy là anh em. Thịt chó không ăn được cái gì? Đang đùa. Chắc là thịt cầy vẫn dùng được đúng không? Cầy thì vẫn ăn nhưng mà chó thì không anh ạ. Cầy cá cáo ăn, mèo ăn. Cầy cáo chân rừng á, thế đánh được con cầy thôi là cầy bạc má thì cái vẫn ăn được đúng không? Đấy nó khác. Chó mày là chó nhà là không ăn, còn cầy thì ăn. Chó nhà chịu. Nói phải rõ ràng như thế. Chịu được không? Rất là tình cảm. Sức khỏe quan trọng nhất. Cảm ơn ông. Cảm ơn ông với anh em đã đón tiếp. Xin mời ông ạ. Ngồi to vào. Vào nhà. To quá. À, thì cảm ơn ông ạ. Ăn như kiểu là hòa cụt đi. Hôm nọ mình sướng mỗi cái đầu lợn xé. À ừ đúng rồi. Nào. Ăn phải rồi lợn đấy. Nói rồi chó đã hòa bỏ về đấy. Rồi lợn. Cháu biết mà. Lúc ấy ăn rồi. Lợn của nhà bá đó bà. Cháu biết mà. Giếng cái rồi kia cháu không phải nó phép nên ngày mùi. Dìm xuống. Dìm xuống. Hương là phải tính. Nào, cảm ơn ekip làm cơm hôm nay một chén nào. Em 37 bà. Chú sức khỏe nhá. Hôm nay thi thoảng anh có việc thì hỗ trợ anh tí nhá. Chú tí nhá. Đây là thằng út nhưng mà nó cao nhất nhà. Ảnh này vừa chụp Tết năm ngoái. Ảnh chụp Tết năm nay thì vẫn kém hám chanh rồi. Vẫn kém hám chanh rồi. Tôi cắt tôi có hám đâu. Tôi cắt tiếp chứ. Là vẫn được, vẫn được. Gì đấy mà hám chanh thì nó không có chân này đâu. Hám là tốt nhất đúng không? Em cũng mắm em toàn. Nhưng mà vẫn đồng đúng không? Và không thích vắt quất với vắt chanh. Hôm nọ vừa xem như kiểu là ăn phở không thích vắt phở vắt chanh nhá. Được. Đấy nó muốn là đánh chưa. Còn nếu mà đánh còn anh. Nhiều chân là vẫn chưa đạt chuẩn lắm. Không lại luôn. Không nhỏ. Hơi nhiều nước, hơi nhiều nước. Cho đấy tảng hôm qua đánh là chuẩn. Thế là u luôn. Lật qua lật lại thì không. Tuyết lợn thì không nói được. Tuyết lợn thì nó dễ rồi đúng không ạ? Nó là tiết vịt thế này. Phải kiểu nó dễ không phải kiểu không dễ đâu. Hôm qua em thấy lật qua lật lại được. Anh làm thử như là anh Tùng. Cứ quay thoải mái, anh thoải mái nó không phải ngại ngần gì, không phải che cả. Thoải mái rồi. Ngon nhỉ anh nhỉ? Vừa ngọt đấy. Nhưng mà hơi nhiều nước chân đúng không? Không mặn đâu. Đây là đồng chí này vắt chanh. Nhưng mà thức canh vịt này phải có nước chân, hút nước chân mới ngon anh ạ. Đúng rồi. Chả thấy có cái nhiều cái là các cụ bảo nhất nước nhì phân cơ mà. Tam cần mới tư giống chứ. Như gặp ngon nhỉ. Nhưng mà cứ yên tâm này. Một vịt mình nuôi ở đây. Vâng. Làm nó đi, làm nó đi em. Sáng nó chạy đồng rồi chưa? Thế mà lên thì hoắc đã dính vào bẫy rồi. Sống thì vẫn sống nhưng mà chân là đã bắt đầu có rừng. Vút. Bây giờ mình thì chuyển về dạy ở ngoài Dương Nhang nhưng mà sáng. Mình ở đây. Tết vừa rồi thì bóc mồm bóc miệng ông đang kêu dậy cầu đất này không có gì Covid thì gọi là gì Covid cho nên là bóc mồm bóc miệng thì chả đi đâu được mấy ngày Tết.